Vâng, Sóc Loa với chim Tuấn Lan đến từ Bắc Giang ạ, xin được gửi lời chào đến các bác. Hôm nay tiếp tục giới thiệu các bác một cái dòng loa cao cấp nhất trên thị trường hiện nay, đó là mẫu loa AT100. Với cái tính năng cải tiến, đó là con loa sau cải tiến. Cái thứ nhất là sử dụng bằng tiếng Anh. Cái thứ hai là pin sử dụng pin rất là trâu nhá, lên tới 4000 mAh. Các bác sử dụng có thể lên tới 15 17 tiếng đồng hồ liên tục mới phải sạc pin, mới hết pin. Thì các bác nào đang tham khảo về mẫu loa này thì có thể liên hệ trực tiếp bên em theo 3 số trên hình video nhé. Em luôn luôn là ship hàng COD toàn quốc. Các bác nhận hàng, mở hàng ra, kiểm tra đúng hàng, đúng sản phẩm, đúng chất lượng thì các bác mới phải nhận hàng và thanh toán tiền cho bên nhân viên bưu điện. Đấy, đây là một cái mẫu loa cao cấp nhất. Và vậy thì giới thiệu các bác chi tiết về con mẫu loa này luôn. Em đã mở một cái hộp ra đây rồi nhé các bác nhé. Thì mẫu loa này thì phụ kiện, tất cả mẫu loa kiểu từ xa phụ kiện kèm theo các bác là một túi đeo loa màu dàn di nhé, tặng kèm luôn. Đấy là một túi loa màu dàn di để các bác ngụy trang khi đi rừng. Và đây là loa, vỏ hộp của loa sẽ là màu vàng và có hình ô tô như thế này các bác nhé, có hình ô tô, có hình xe hơi đây rồi. Và nó ghi rõ là mẫu loa AT101 đây, pin 4000 mAh và điều khiển sử dụng với 2000m các bác nhé, 2000m. Thế nhưng mà bên em test thử tầm 200-250m vẫn hoạt động bình thường. Và đây là loa này, loa thì bây giờ em đã mở hộp ra đây rồi. Thì thân loa các bác thấy không ạ, nó là màu đen, vỏ hộp bằng nhôm đây rồi, vỏ hộp bằng nhôm, pin nó có ghi rõ là 4000 mAh AT100. Đấy, đây là đằng sau của loa này, tem mác vẫn còn đầy đủ, công suất là 280W pin 4000 mAh, nguồn điện sạc là nguồn điện sạc 9V các bác nhé, sạc từ 6 tới 8 tiếng đồng hồ. Đây, đằng sau nó có ghi rõ bằng tiếng Anh đây rồi. Nên các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, kiểm tra đúng còn tem còn mác như thế này thì các bác mới phải nhận hàng nhé. Và điều quan trọng nhất là trên đỉnh này nó sẽ giống đặc với con Q92. Thế nhưng mà mẫu này cải tiến là bằng tiếng Anh rồi, nên là các bác thấy không ạ, trên đỉnh có 3 nút, một nút mở nguồn này, một nút check này, một nút bát này. Đấy, đây là chỗ cắm sạc, nguồn điện sạc 9V này. Đấy, cắm USB, cắm thẻ nhớ và đèn bóng, đèn báo hiển thị. 5 nút nhỏ, sit-top này, chuyển bài, next bài. Đấy, con thấy không ạ? Nó chỉ là ok. Và đây là tay điều khiển này. Tay điều khiển chạy bằng pin Nokia. Các bác hết pin, các bác dùng sạc các em nhé. Sạc lên vào. Đấy. Và một điều lưu ý nữa là khi các bác sạc dây sạc này nhé, nguồn điện dây sạc này là nguồn điện sạc 9V. Các bác sử dụng sạc tay điều khiển này. Nếu các bác không sử dụng con cóc của điện thoại thì các bác sử dụng sạc qua loa. Và sạc qua loa thì lưu ý các bác là chúng ta phải sử dụng mở nguồn điện lên thì mới được các nhá. Đây bác thấy không ạ, mở nguồn điện lên, đèn báo hiệu màu đỏ đây rồi. Nhiều bác là sẽ không có con đầu con cóc này này, thì các bác có thể sạc qua loa, mở nguồn lên. Và cái dây này chúng ta cắm trực tiếp bằng nguồn điện 220V của chúng ta. Đấy. Đấy, đây là cái cách thức sạc của điều khiển. Đấy. Còn các bác nào mà muốn mua loa mà muốn mua thêm thẻ nhớ thì bên em cũng sẽ có thẻ nhớ cóc sẵn tiếng chim với các bác. Thẻ nhớ 4GB là 80.000 đồng. Giá loa hiện tại của nó là hơn 800.000 đồng. Giá cụ thể thì các bác liên hệ trực tiếp bên em để được cái giá ưu đãi nhất. Và giá loa thì nó sẽ thay đổi theo từng cái thời điểm. Ví dụ dịch Covid này thì nó sẽ cao hơn so với thời điểm trước. Đấy, và bây giờ em sẽ test thử luôn sản phẩm cho các bác thấy luôn nhá. Cắm thẻ nhớ qua bác cắm luôn đây giúp em. Các bác mở nguồn lên rồi đây rồi. Loa khi bác mở nguồn lên thì loa luôn ở chế độ bao ship. Các bác phải sử dụng bấm vào lây nhé, sử dụng tay điều khiển này. Đấy, tay điều khiển. Hoặc các bác bấm vào lây ở cạnh nguồn, cạnh nút đen này, cạnh cái nút cạnh lên tay nhỏ nhỏ này này. Các bác bấm vào lây giúp em nhé. Đấy, bấm vào lây. Bấm vào lây là loa bắt đầu phát tín hiệu, bắt đầu kêu nhé. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy, loa thì bên em mua thẻ thì bên em sẽ tải sẵn tiếng chim. Các bác nào có thẻ rồi mà có muốn nhu cầu lấy tiếng chim thì cũng bên em cũng sẽ gửi cho các bác thôi nhé. Các bác thể kết bạn Zalo. Các bác phải bấm tạm dừng. Đấy, tạm dừng này. Bấm vào lây này. Đấy, bấm chuyển bài tới này, chuyển bài lui này. Và các bác cái này thì khi các bác đi xa các bác cứ cần đến tem lên giúp em nhé. Và các bác nào không biết tiếng Anh thì các bác em sẽ gửi kèm theo cho các bác một tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Đấy, đây là cái mẫu loa AT100 phiên bản cải tiến sử dụng tất cả bằng tiếng Anh. Đấy, không giống như con Q92 nhé, Q92 thì nó vẫn là phiên bản của tiếng Trung. Đấy, nên các bác nào đang tham khảo về mẫu loa này thì nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em theo 3 số kia. Đấy, bên em sẽ có Zalo, các bác phải kết bạn Zalo để biết thêm được nhiều sản phẩm có liên quan hơn hay là nhiều các mẫu loa khác hơn. Bên em có tổng hợp rất nhiều mẫu loa, 10 mẫu loa điều khiển từ xa. Nên, hoặc là rất nhiều những sản phẩm như là loa thòng lụp, lèo, lèo ngụy trang hay là quần áo ngụy trang, quần áo bắt ong rừng. Đấy, mùa này là mùa quần áo bắt ong rừng rồi, các bác nào mà muốn bắt ong rừng thì cũng thể liên hệ bên em.
đấy nhá. Em sẽ đăng tải cái video này ngay trên kênh. Và các bác xem được video thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh nhé, ấn vào quả chuông bên góc tà phải màn hình để ủng hộ shop, để cho shop ngày càng phát triển hơn. Và xin chào các bác, hẹn các bác trong một cái video clip lần sau của bên shop.